Giả sử mình điều hành một nhà máy và mình biết rõ nó hoạt động như thế nào, và mình biết chi phí của mình thay đổi dựa trên một hàm số của số lượng trong một tuần, hàng tuần. Để dễ hình dung thì mình sẽ vẽ nó ra nha. Mình có thể vẽ hàm chi phí này, vậy đây là trục chi phí, còn cái này ngay đây là trục số lượng. Vậy đó là số lượng hoặc Q. Mình sẽ gọi nó là Q. Đó là trục Q của mình. Và hàm số của mình sẽ nhìn như thế này. Nhìn có vẻ hợp lý, kể cả khi mình không sản xuất gì, mình vẫn có một số chi phí cố định, mình phải trả tiền thuê nhà máy, mình vẫn phải trả tiền thuê nhân công dù cho mình không sản xuất. Và giả sử chi phí cố định hàng tuần là 1.000 đô, và giờ khi số lượng tăng, chi phí cũng tăng. Vậy nếu mình sản xuất 100 sản phẩm, chi phí của mình sẽ lên đến 1.300 đô la. Nếu mình sản xuất hơn nữa, chi phí sẽ tăng với một tốc độ nhanh hơn nữa. Mình có nói chi tiết hơn về hàm chi phí trong một kinh tế học, nhưng điều mình muốn bạn hiểu ở phần giải thích này là đạo hàm một cái này có nghĩa là gì? Đạo hàm của C theo Q có thể viết lại thành C phải của Q. Cái này thể hiện điều gì? Nếu mình có thể hình dung nó, mình có thể nghĩ về đạo hàm như hệ số gốc của tiếp tuyến. Vậy ví dụ như đó là tiếp tuyến, khi Q bằng 100, vậy hệ số gốc của đường tiếp tuyến đó có thể được coi là C phẩy, hoặc là C phẩy của 100. Nhưng nó cho mình biết điều gì? Hệ số gốc đó chính là độ thay đổi của chi phí, là delta C trên độ thay đổi của số lượng. Đó chính là hệ số gốc của đường tiếp tuyến. Đây là thứ đầu tiên mình học trong giải tích. Khi độ thay đổi về số lượng của mình ngày càng nhỏ, mình sẽ căn bản lấy giới hạn. Khi độ thay đổi số lượng tiến về không, đó là cách mình tính thay đổi tức thời. Vậy đó là một cách để nghĩ về nó. Nó là tốc độ thay đổi tức thời ngay tại biên. Ở đó chi phí mình đang thay đổi theo số lượng. Vậy nếu mình sản xuất thêm chút nữa, một chút xíu nữa của sản phẩm thôi, thì chi phí mình sẽ tăng ở tốc độ nào? Lý do mà mình nói ngay tại biên là vì nó không giữ nguyên. Nếu hàm chi phí của mình thẳng đứng, mình sẽ có hệ số gốc không thay đổi, đường tiếp tuyến sẽ chính là hàm chi phí luôn. Nhưng mình có thể thấy nó thay đổi ngay đây. Để sản xuất cái một chút xíu nữa ở đây sẽ tốn ít chi phí hơn nếu mình sản xuất thêm ở đây. Hệ số gốc đã tăng lên. Và nó cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ mình đang dùng một nguyên liệu thô nào đó, và nếu mình dùng nó ngày càng nhiều thì nó sẽ càng khan hiếm. Vậy giá thành để mua nó sẽ càng tăng. Nhưng bạn có thể thắc mắc, sao mình lại quan tâm đến tốc độ tăng của chi phí trên biên để làm gì? Và đó là lý do nó có tên gọi là chi phí biên. Lý do mình quan tâm nó là vì có thể mình cần biết nên dừng sản xuất ở mức nào. Giả sử cái này là nước cam chẳng hạn. Nếu mình biết sản xuất lít nước cam tiếp theo sẽ tốn 5 đô và mình có thể bán nó với giá 6 đô thì mình nên sản xuất tiếp. Nhưng nếu lít tiếp theo mà ở đây, mình đã sản xuất nhiều rồi và mình đã mua hết cam trên thị trường và giờ mình phải nhập khẩu cam từ nước ngoài hay sao đó. Vậy thì bây giờ lít nước cam tiếp theo sẽ tốn 10 đô để sản xuất và mình không thể bán với giá cao hơn 6 đô được, thì mình không có lý do gì để sản xuất thêm cả. Vậy về mặt giải tích hay mặt kinh tế học, nếu mình có thể đưa chi phí về hàm số lượng, đạo hàm của nó là chi phí biên. Nó là tốc độ tăng của chi phí cho mỗi đơn vị thêm vào. Và có nhiều cái cũng khá giống với cái này. Nếu mình đưa ra lợi nhuận về hàm số lượng, nếu mình lấy đạo hàm nó sẽ là lợi nhuận biên. Nếu mình đưa doanh thu, đó sẽ là doanh thu biên. Hàm số sẽ tăng bao nhiêu? Khi mình tăng đầu vào, khi mình tăng số lượng biên.